Đây là đang làm lễ rước lão chư đi thổ công. Đây có đầy đủ các ông các bà, các thanh niên của thôn xóm. Đây lên đây này. Đây rước cúp vô địch, cứ mỗi năm vô địch là lão lại có lão chư đi thủ công. Nó chỉnh cái này này Thanh. Đấy. Đấy, được rồi. Đấy. Ê, nó mới đẹp. Đấy. Đang rất đông người. Các ông các bà đang tập trung đi. Đấy, thôn chợ Bãi Hai, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Vừa xong giải năm nay vô địch lần 2 nên là lại đi thủ công. Lại rước lão chư đi thăm các ông bà cụ. Dẫn đầu là Triệu Tuấn Thanh và Phương Nguyễn Bảo An, Phương Trí Dũng. Cảm ơn nhà tài trợ quân đã ủng hộ cho chiếc cúp rất to, to nhất từ trước đến nay. Tí nữa sẽ quay cho anh em xem phần chuẩn bị các món ăn. Cẩn thận đấy, cúp rơi đấy, cẩn thận đấy, cúp rơi ra đằng trước nha. Cứ về là có thủ ăn. Vào cạnh đường đi bảo. Ơn. Có hẹn nó mà ý nghe em ấy. Vào cạnh đường một tí, Thanh ạ. Chào 200 anh em đang xem. Ít gì đấy, các cụ còn đang ở phía sau ấy. Đây. Đề nghị nhà xe Long Âu đi chậm nữa nha. Tí nhanh nhá. Đang rước lão chư đi ra thổ công. Thank you.
Hiện tại đang có 2.000 anh em đang xem. Rồi, chuẩn bị đến thủ công rồi. Đây là nhà văn hóa. Đã đến thủ công. Khiêng lên được mà, khiêng lên được. Phong Quốc Khánh vào đi, Dương. Ôi, vào luôn. Rồi. Đây là thủ công của thôn Chợ Bãi 2. Mà vậy chị Băng. Cao hơn đâu mấy. Đấy, lùi cái bàn ra, các ông các bà đứng đây. Bạn vô kém quá. Em mới không có mạng. Không có mạng không bảo các chị. Gọi cho chị Loan đi. Bảo con có mẹ nào ở ngoài kia thì xuống đây để đi, để con đi vào trong chợ. Đấy các ông xếp hàng. Báo về. Đấy để cho các ông xếp về. Đấy con cũng thủ đi. Đấy đấy, giống cầu thủ lắm rồi hôm nay à. Đấy các cầu thủ rồi đấy. Lấy ra phải lấy cả cái bàn tay nữa. Quên mẹ nhờ. Đúng rồi đấy. Bố mình năm nay được 2 cái cúp ông ạ, à. 1 cái cúp. Cô chú Bơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây 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 gọi cho một người ở nhà là được, bà Thùy ạ. Gọi cho một người bà vào để đi trong chợ. Anh chuyển cư từ thôn về đó. Đây, đây, trăm rượu đây, trăm rượu đây. Các bà đâu? Đang cũng thủ công. À, anh em đội trưởng vào rót rượu đây. Nó lại như thế.
Đây, để cầm em cái. Đấy. Tôi cầu thủ Huân nào. Cầu thủ Huân có rượu nào, cầu đội trưởng có rượu này. Đấy, cầu thủ Huân. Đấy, năm nay các ông phù hộ cho đây cầu thủ chung đây. Bán mẹ. Nhiều lợn quay, bán lấy được nhiều vợ. Lợn quay, lấy chồng và lấy vợ. Nó phải thế. May mắn thôi Hưng ơi. Anh Cường vào giao rượu đi. À, Phương Kim Ngân, Phương Kim Ngân. Nhanh nhanh, anh em không đứng ngoài nữa, xong rồi vào rốt đây. Nói như vị thần linh thiên thần tổ địa lại tiếp tục cho vô đồ thị cho đội bóng các năm sau, năm nào cũng đạt thành tích. Đấy, đó là như thế. Cảm ơn nhé anh đại nhé. Chúng ai bung bằng tớ ấy, ở dương ai bung bằng tớ ấy. Dương bung bằng tớ ấy. Mình tưởng cái quả lần kết thúc kia tưởng được 4 quả.
nhé này. Lấy cái này vào. Ui, không vào vào trong kia. Không, không. Không vào đấy. Cái đồ này vào trong kia. Không vào. Hôm nay sinh nhật con công. Không. Mình vào không hợp lý bởi vì đây là cái đội bóng. Ví dụ như đám cưới có thể vào được, không sao. Nhưng mà họ này chưa mày có là quê không được đâu. Đấy, cái này Rồi anh em quay về chuẩn bị cho bữa tối. Rồi nha, chào anh em nha, tắt like đây đã.